Ủa em ngủ à? Em xem cái này lát rồi ngủ liền. Nhưng mà anh, em mới xem Facebook có người hỏi như này nè: nếu có kiếp sau, bạn có muốn kết hôn với người đã kết hôn với bạn thêm một lần nữa không? Sao lại có mấy kiểu câu hỏi này ta? Chẳng hiểu nổi mấy người này đặt ra câu hỏi này làm gì nữa. Câu trả lời đương nhiên là không rồi. Làm sao có thể lặp lại một chuyện ngu xuẩn vậy, đúng không anh? Đúng là không thể hiểu nổi. Như vậy kiếp sau em có kết hôn với anh nữa không? Đương nhiên là không rồi. Em sẽ sống độc thân, sẽ lấy một người đẹp trai giàu có hơn anh. Còn anh thì sao? Nếu có kiếp sau có kết hôn với em không? Vậy chắc kiếp sau anh sẽ không kết hôn nữa. Mà nếu có kết hôn sẽ kết hôn với người phụ nữ khác. Anh vừa nói gì á? Thì ra mày chọn cái chết. Không phải là anh phải nên lấy em hả? Không đúng hả? Tại em nói là không muốn kết hôn với anh đúng không ạ? Đúng là em sẽ không kết hôn với anh. Nhưng mà anh phải trả lời là anh muốn lấy em chứ. Ai mà biết được. Nè, anh là em bực mình rồi đó. Ngồi dậy nói chuyện đi. Ngồi dậy. Anh không thấy anh nói gì là quá đáng lắm hả? Dù em có nói gì thì anh cũng không được trả lời với em vậy chứ. Anh đúng là đàn ông tồi. Anh thử nói là lần nữa xem, kiếp sau có kết hôn với em không? Có, chắc chắn có. Vậy thì được, đi ngủ đi.